Chào tất cả mọi người, hiện tại Trọng Thơ đang đứng tại trục đường DH09 và đây là ngã ba đoạn giao giữa DH09 và là đường Minh Thắng Quang Minh, lộ giới 32m và đường DT756C nha quý vị. 756C chúng ta di chuyển sang 300m là tới trung tâm của Hớn Quản nha quý vị. Đó, đây là trung tâm của Tân Quan này. Bên trái là trường mầm non cấp 1, cấp 2 Tân Quan, đối diện là công an, quân đội, rồi chợ Tân Quan cũng nằm tại đây luôn. Và đặc biệt hơn nữa là di chuyển 150m là rẽ phải vào khu nghiệp Tân Quan nha. Ở nguyên cái quỹ đất cao su này là được quy hoạch khu công nghiệp Tân Quan. Và trục đường này là trục đường ngăn cách. Bên tay phải là xã Quang Minh của thị xã Nhân Thành. Bên tay trái chúng ta là Hớn Quản của Tân Quan. Tân Quan, Hớn Quản. Và lộ giới của trục đường này là 32m. Hiện tại chúng ta có thể thấy đang được làm cống thoát nước hai bên. Và đường thì đang được lưu chống lún và chuẩn bị lên nhựa trong trước Tết nha quý vị. Trước Tết là sẽ lên nhựa rồi. Và hướng ngược lại chúng ta sẽ ra Minh Thắng, giao nhau với quốc lộ 14 tại chợ Minh Thắng nha. Đó, với một vị trí đất ở trên trục đường này, ngay ngày hôm nay Trọng Thơ có 4 lô ạ. Có 4 lô nằm trên trục đường 32m, mặt tiền đường 32m nha. Sở hữu hai mặt tiền trước sau, mặt tiền đằng trước là mặt tiền DH09 32m, mặt tiền sau lưng là mặt tiền đường bê tông dân sinh 5m mà giá hiện tại chỉ 750 triệu. Diện tích của mỗi lô là ngang 5 sâu cho 45. Đó, ngang 5 sâu 45 và có lô thì ngang 5 sâu 50. Liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 888. Vị trí đất của chúng ta, Trọng Thơ đã quay trên hình ảnh Playcam. Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi nha.